Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của Minecraft và mình là Huy Dương. Giờ mình sẽ cùng chơi Minecraft Survival. Yeah. Đây. Đây là cái mới của phiên bản mùa đông. Quá đẹp. Ê, bị cất à? Tôi làm gì sai? No. Ok thì nãy nãy xui thôi. Bây giờ chơi tiếp đây. Wow. Wow. Cái người tuyết đâu đây này? Ok, chào game. Và chúng ta sẽ trang trí cây thông Noel. Yeah. Tuyệt vời. Đây. Bạn có thấy cái đuốc không? Cái đuốc đó mình vẽ lại đây. Vẽ là rất đẹp đúng không? Này. Mình tự vẽ đấy. Đây nữa này. Ồ, đẹp chưa? Ôi. Gì vậy? Nhìn này. Ồ, đẹp chưa? Đấy. Ok. À, lấy cái show nữa. Bước cái này đi. Đây, mình sẽ kit member. Đâu rồi? Cái bước này đi. À, cần cái này chứ. Cái show của tôi đâu? Ủa? Cái show đâu? Ở đây. Ok. À, quên rồi. Gói chân vậy. Này đây. Đây lên. Đóng nó lại. Đây đây. Đây là cái thông Noel mình đã xây sẵn. Đấy. Quá to. Ok, mình sẽ trang trí nó. Ôi, té luôn. Không biết làm được gì không ta. Đập này ra. Đến đây. Á à, steal rồi. No. Trời ơi. Có như thế này sao? Ok, right. Ok, cái điều không? Đập lại một cái. Ui, trong này có lỗ à. Đập lại. Ok, right. Đây. Đập bên luôn. Oh, right. Đừng chèn ra. Nhìn phải lên kia nhỉ. Hồ to quá. Trên đó. Không. Peo 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 peo. Hụi. Set thơm này cái đã. Ok. Cái thằng này chính tay mình xây đấy nha. Không có hack cheat gì đâu ạ. Mà sao mà làm gì hack cheat được. Đùa nhau à. Yeah.
Ơ à, tuyết rồi. Mình lên xuống dưới. Ô oh, trời. À đau á. Buồn quá. Ê chờ chờ. Lát rồi. Tao theo. Đây nhà mới của mình này. Nhà bên kia mình bỏ rồi. Đấy kệ nó đi. Đây rồi. Mình được một máy stack tuyết luôn. Bell. Ôi thôi rồi. Bước nó đi. Ok right. Chấm hôm. Ok. Theo. Trang trí trên nó đẹp lên. Bèo 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 bèo. Thông siêu bự luôn. Yeah yeah yeah. Khi kết thúc video này mình sẽ đi chỉ dạy những cái mới trong cái thơm mình. Yeah yeah. Yeah một tặng. Hợp. Chúng mình chắc không cần đâu nha. Chắc thì không tại gì chứ không tới đây được đâu. Nếu các bạn nào muốn thì mình có thể làm cái video để hướng dẫn về cái tattoo bách thế này này. Nhưng mà nè. Đây là cái có tài nguyên cho mình tự tạo ra nhá. Đây. Team Rap Black của mình đang quen nhá. Có 1.10 và 1.9 đây này. Bạn nào muốn thì mình sẽ chỉ cho. Tiếp theo. Hey. Lên đây. Wow. To phết nhỉ. Bèo 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 bèo. Yeah, phủ trắng này luôn. Đeo 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 đeo. Đã. Bạn nào muốn biết tọa độ của mình thì tọa độ cái thơm mình thì cứ chờ đi. Không bao giờ chờ đâu. À. Oh my god. No. Ok, tại cái server nó suy đa. Tại server nó suy đa. À, kích tầm bậy tầm bạ ra. Đang quay cái này. Ok, mưa luôn. Ôi ôi ôi. Ồ, có một phòng vẫn chưa lắp đây lại nè. Không có chum mà. Auto chum là tắt đỏ đi. Ờ. Table wrap. Đấy, lắp trên table. Ồ, ồ, làm hai cái luôn. Ờ, cái tháp trên table cũng thay đổi đây này. Mình đã sửa lại một tí. Ồ, cần ở dưới nữa. Tôi sẽ sửa sao. Nếu bạn nào cần thì cứ comment bên dưới. Mình sẽ để cái link tải cái reset bar ở dưới. Nếu các bạn cần. Không cần thì thôi. Oh no. Xuống bên kia đây. Chắc phải set home tại đây đi. Oh what. Ok right. Đập này đi, lên đây. Bell. Vậy. Bèo bèo. Ô, té nữa rồi. Không hợp. Rồi bỏ đi. Hay cha, mày thế. Bèo. Ủa, sao này, có mấy cây đuốc. Đây chưa. Lên trên kia nữa. Nó tắt rồi. Này à. Đi. Bye bye.
hai ta 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 trắng luôn. Ai da. Ô cái đó. Cái đó tinh level dưới rồi. Mình đập bỏ này đi. Eo, tôi trả tôi. Tôi cho tôi đó, sao bị gì vậy? Up up up. Yay. Nhìn này hơi cấu nha. Đang mưa mà sao lại tuyết trên cây nè. Ờ. Ok. Cái con đục này phải đập này bỏ. Hút còn trên kia nữa hả? Quên mất. Hay, chà, chà. Wow, mình sẽ cao thế. Up, up. Ồ, oh. Wow. Ồ, ok. Tất cả sẽ ổn. Đây, ok. Xuống. Một lóc, hai lóc, ba lóc. Ồ, đừng nằm lóc đó. Quên nhấn tí là té luôn. Đây, 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 đây. Cái lóc này xây cũng khá là cao. Bập, 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 bập. Up, up, up. Này mình xây bằng gỗ ha. Gỗ băng sam nhé. Đi gắt xanh lên này á. Wow. Okay, đập cái này đi. Một cái đây. Một cái đây. Đập cái như đó luôn. Đập cái này đây. Đập cái như đó luôn. Okay, đập đây luôn. Sau đó mình đập đây cái này. Đây một cái. Đây một cái. Đập đây một cái. Sau đó mình sẽ set home ở đây. So. Set home. Right, set home ở đây. Rồi cái này đây. Đặt này trong chưa. Mình cần 4 cái xô nước. Xuống này cái đặt. Đó một cái, đó một cái. Ok. Một cái, đó một cái. Đập này ra. Đập lại. Ui, em té. Nguy hiểm á. Ok, đây. Xuống luôn. Ta ta ta. Ok, right. Right. Đấy. Đó mình sẽ đi. Eo. Nên lấy mấy cái đèn đá đỏ. Sao lại mưa thế này? Nhi cho. Lên nào. À. Sắc tôi đâu. À mình có mấy sắc sắc này. What the. Sao sắc tôi còn ít thế. Muốn bốn phôi sắc thôi này. Ờ. No no no. Không lẽ cái gương tôi bị chơi rồi. No no no. Quốc chính phôi sắc. Tôi nhớ tới rất nhiều phôi sắc mà. What the. Ồ, cái con xin nước này. Ồ, nhưng kim cương của tôi. Ok, mình cần làm cái này đây. Wow. À, có đồ chơi này. Cái nhà luôn. Up. Không. Ở trên kia à. À quên. Quên lấy cái đèn đá đỏ rồi. Cái khói kia cũng được.
Ồ, đã phát sáng đâu hết rồi. Ồ, what? Đã phát sáng của tôi đâu? Đã phát sáng của tôi đâu? Sao còn mở 3 viên thế này? Ok, kệ lấy này làm sao đâu nha. 4. Này, cái này có một màu xanh mới đúng. Ok đi. À, khoan. Dưới cái thông trước này. Thông to. Wow. What? Sao xanh chảy nước hoài vậy? Đây. Đây. Như một quả miếng ngô rồi. Đâu có gì đâu. Đấy, rồi ok. Hôm. Bên kia nào. Right, lên đây rồi. Được. Đây một xô nước. Đây một xô nước. Đây một xô nước nữa. Đây một xô nước. Ok. Mình sẽ thiết lập nước này lại. Ây da. Sắc máu rồi. Đấy, để nước từ từ chảy xuống. Wow. Không thể tin được. Đừng có đùa vậy chứ. No, đừng đùa. Giờ lên được chân này nào. Tại sao? Tại sao không? Ok, đúng rồi, đào này ra. Tuyệt vời. Tuyệt của tui. Trời ơi. Tại sao tôi lại khổ thế này? Nó đi. Ôi trời. Lắp lại. Yeah. Chúng mình muốn đồ ăn nào. Hay quá to. Okay. Pam 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 pam. Cái này là fail luôn rồi. Ủa sao lâu vậy? Sao mà nó không... Ủa sao nó không chảy hoài vậy? Sao nó phải ngừng chứ? Oh no. Trời ơi trời. 1, 2, 3. Ok chưa? Bên kia hả? Thôi rồi bên đây. Gì mới đúng. Ok. Ô, tắt 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 tắt. Mém đi tắt luôn. Ô bên kia nữa kìa. What? Sao nhiều thế? Ây. Ây da. Nó ghét tôi thế à? Tại sao? Tôi có gì làm gì sai à? Tôi có làm gì sai đâu. Ê, mày quá. Em hy sinh. Đây nữa này. Ở đây không có. Alright. Right chưa? Ok. Cô này có cái dưới nữa. Wow. Này có cái ở dưới đây. Cái dưới đây là cái nào chảy qua vậy? Rồi, cái này à. Đặt cái này đây. Wow, cái này nữa. Ok, đập này ra.
Đập này ra, đập cái này ra. Hập hập. Wow. Dưới đó nữa cả. Cái này có vẻ khó khăn nè. Đập này ra. Ok. Vẫn còn kìa. Đó luôn đi. Đây. Đây không có. Đây có này. Up. Bam. Ồ, té. Ok, xong rồi. What? Sao mà mấy cái này nó cứ... Đây nè. Ồ, hay. Up. Hết chưa ta? Ủa, tôi dưới đây nữa này. Tuyết của tôi. No. Đùa. Cứ hết đùa. Đùa nhau này. Chờ mình sẽ lên cái hôm trên kia. Đặt nó này nó là ok. Pow. Wow. Ghê. Đây. Xuống. Kiểm tra luôn. Ok, an toàn. Hoàng lạ. Không làm mình có cái crafting table đâu đây. Không có, nhìn đây rồi. Ở đây chăng? À, nhìn đây. Đúng rồi, trên đây nè. Ồ, không phải à? Hay là trên đây nữa? Trên đây chăng? Ủa, lấy hai cái rồi à? Ok, xuống. Hây-ya. Ồ, mình lắc như một con điên á. Okay. Crafting table đây. Đây một cái. Kết nhập. Đây một cái. Đây và một cái ở đây. Đây cái nữa. Nhập vô đây coi. Nghe trang trí ghi thông thành xong rồi. Mà không đủ à. Nếu không đủ. Đùa không vui đâu. Tại sao không? Tại sao không? Đây. Đây là xong cái ông Noel rồi nhá. Oh. Quá tuyệt. Ok, selfie tấm nào. Ok, right. Yeah. Ok đấy. Đây, cầm đây. Ở đây nha nè. Đây, coi góc này được này. Đấy. Đây. Sẽ với bậc 8. Xong. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn cái cái mới ở cái thơm này. Ô, đi đường này. Bèo. Thì trong lúc mà apply mình được kiếm thấy không? Ồ. Gây cháy nè. Đấy. Ôi gì vậy? Mình được kiếm thì mình nhờ cái chủ á. Chủ có cái khu vực này nè. Thì mình được cái này hay lắm. Đấy. Đây là cái dự án của thơm mình đang xây. Mông hồng đấy, đây là cái hàng rào bảo vệ tôm mình. Trải dài, bao quanh khắp tôm luôn. Hình như là 300x300 vậy bạn. Đây là cái khu farm này. Khu farm level này. Không những một cái đâu, không những một cái lồng farm luôn nhá. Hai cái lần đây. Rất là gần nhau, mình đã xây dựng lại cái nơi này.
Thôi đừng ngắt nhiều nè. Ủa? Lấy hết rồi. Hay à. Đây là cái bộ. Cái đe đây nè. Ôi. Này có những mũi chơi này bay ra. Ủa mũi chơi. Khi không muốn phao thì chúng ta bật này lên. Bật cái này nữa. Một cái lòng tham thứ nhất. Ok, mình sẽ đi vào tới lòng tham thứ hai. Đây là lòng thứ hai. Ok, khu 2. Ok, khu farm 2. Học đâu chảnh rồi. Đây là một cái lò. Mình được mở không? Như này này. Rất là gần nhau. Hai đây khu phòng thứ hai. Cái này là phao nhé. Ok, xem tới bức tường nào. Bức tường. Ok rồi. Bây giờ mình đã nghe cái đóng rồi cơ. Cần cho nó ra nữa. Ồ, đông luôn. Yeah. Chết đi. Ồ, nhiều thế. Ok, cắt bớt đi. Ok, tiếp theo. Bèo. Băm. Nuốt vô. Ok. Right here. Nó ngay đây thôi đấy. Cái delay rất là lắc nha. Bam. Giờ kiến trúc cho cái thành gì nó xây quên mình quên rồi. Này rất là nhiều đồ. Ủa ta, chắc tôi lấy đi xây hết rồi. Đây rất nhiều len với các kiểu các thứ. Đây là cái cửa cái cổng. Hình tròn, biết sao hay xây hay ghê luôn. Ồ. Thôi thì video đây là kết thúc nhá. À, vâng. Ok, hôm tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. À, chúc các bạn một Giáng sinh an lành nha, ngày mai. À, không phải ngày mai, không biết ngày nào nữa. Thì Giáng sinh an lành đi. Bye bye.